Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất, tập 299. Chủ giảng Tịnh Không Lão Pháp Sư, chuyển ngữ Nguyên Triều, biên tập Vương Cư Sĩ. Thời gian ngày 19 tháng 4 năm 2000. Địa điểm Tịnh Tông Học Hội Singapore. Xin mời mở kinh văn. Phần văn trường hàng Dạ Xoa Vương bắt đầu từ câu thứ 6. Kim Cang Nhãn Dạ Xoa Vương đắc chủng chủng phương tiện lợi ích an lạc nhất thiết chúng sanh giải thoát môn. Đại sư Thanh Lương trong đoạn văn này chú giải rất hay. Tuy câu chữ rất ít, điểm quan trọng đã chỉ ra cho chúng ta rồi. Diệu âm thuyết pháp, lợi ích đa đoan, duy ứng độ giả, thanh ký năng ích. Chú giải chỉ có 16 chữ. Trước tiên, chúng ta xem danh hiệu của Bồ Tát Kim Cang Nhãn. Cùng với Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật hoàn toàn tương ứng. Ngài từ trong trí tuệ tu thành vô thượng đạo. Pháp Ngài đắc là chủng chủng phương tiện lợi ích an lạc nhất thiết chúng sanh. Trong chủng chủng phương tiện, cái quan trọng nhất là phải dạy học. Ngài Thanh Lương giải thích cho chúng ta rất rõ ràng. Diệu âm thuyết pháp, Dạ Xoa Vương, trong nhà Phật thường nói là một trong bát bộ quỷ thần. Người thời nay không thích nghe hai chữ quỷ thần. Nói đến hai chữ này luôn cho rằng là mê tín. Hai chữ này, danh từ này là tổ tiên ngày xưa của chúng ta đề xướng. Lưu truyền đến ngày nay. Khoa học ngày nay không gọi là quỷ thần. Họ nói là sinh vật ở các tầng không gian khác nhau. Họ dùng danh từ này, thực ra như nhau cả, chỉ là dùng hai danh từ. Sinh vật ở các tầng không gian khác nhau là đã nói rất rõ, nói rất minh bạch. Nhưng hai chữ quỷ thần tương đối mơ hồ, trên thực tế là như nhau cả. Quỷ thần chính là ngày nay các nhà khoa học nói
sinh vật ở các tầng không gian khác nhau. Trong Phật Pháp tổng quát, có 11 tầng không gian khác nhau. 10 Pháp giới cộng thêm nhất chân Pháp giới. Đây là tổng quát. Chia nhỏ hơn thì vô lượng vô biên. Chúng ta là cõi người. Dưới cõi người là ngạ quỷ, địa ngục. Tổ tiên ngày xưa của ta gọi họ là quỷ. Trên chúng ta có cõi trời dục giới, cõi sắc giới, cõi vô sắc giới, thuộc cõi trời. Trên cõi trời nữa có Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Phật, tất cả đều gọi là thần. Người Trung Quốc xưa, lời nói chữ viết đều thích đơn giản, đơn giản dễ hiểu. Dùng hai chữ quỷ thần đã bao gồm hết cả 10 pháp giới. Ngày nay chúng ta gọi là tầng không gian khác nhau. Việc này rốt cuộc là thật hay là giả đi? Ngoài trừ truyền thuyết trong lịch sử, và trong thông tin xã hội ngày nay, chúng ta cũng thường thấy, giống như hai tuần trước, từ nước Mỹ gửi về cho tôi một sắp tài liệu, nói ở nước Mỹ có một em bé nhỏ hơn một tuổi, chưa đầy hai tuổi. Em bé nói một thứ ngôn ngữ không ai hiểu được cả. Mới biết nói, nói còn chưa rõ, không ai hiểu. Mẹ em bế em đến một trường đại học ở gần đấy, trong đấy có một chuyên gia. Chuyên gia trong trường đại học này nghe hiểu được, họ thấy rất kỳ lạ. Em nó nói là một thứ tiếng địa phương của người Indians hơn 100 năm trước. Ngày nay, người nghe hiểu được ngôn ngữ này, toàn bộ nước Mỹ chỉ có mười mấy người. Họ liền đi tìm, lại tìm được mấy người. Mọi người đến nghe, quả nhiên không sai. Em bé là người Indians đầu thai đến, trong một lần đánh nhau với người da trắng, tử nạn. Nay lại đầu thai trở lại. Điều này chứng minh có kiếp trước. Em bé còn kể lại rõ ràng tình trạng chiến dịch lần ấy, nói rất rõ ràng. Chưa đầy hai tuổi, em làm sao biết được chiến tranh thời ấy chứ? Làm sao biết được những tình huống ngày ấy? Những sự việc như thế này có rất nhiều. Ở trong nước, ở ngoài nước, đâu đâu cũng có. Cho nên, cái gì gọi là mê tín? Đối với chân tướng sự thật không làm rõ ràng, không thấu triệt, chúng ta tin tưởng nó, đó chính là mê tín. Trong Phật Pháp, cái gì gọi là chánh tín? Đạo lý chân tướng sự thật làm rõ ràng rồi, ta tin tưởng nó, đây gọi là chánh tín.
quần chúng xã hội đối với Phật Pháp không hiểu rõ. Cái gì gọi là Phật giáo họ không biết. Họ cũng đến chùa thắp nhang vái lại. Đó gọi là mê tín. Vì sao? Phật giáo là gì? Không biết. Mọi người đều đến lễ Phật, Phật sẽ bảo hộ. Ta cũng đi lễ, Phật cũng sẽ bảo hộ ta. Đây là mê tín. Chưa biết rõ ràng. Quỷ thần cũng như vậy. Các tôn giáo khác cũng đều như thế. Bất luận thế nào cũng phải làm rõ ràng, làm minh bạch. Chúng ta tin tưởng nó là chánh tín, không tin nó cũng là chánh tín. Ta hiểu rõ rồi, không mê. Bất cứ điều gì cũng phải hiểu sự và lý. Trong nhà Phật còn phải tăng thêm nhân quả. Dạ Xoa Vương có hay không? La Sát, Dạ Xoa. Họ thực sự sống trong tầng không gian không giống như chúng ta. Chúng ta không thấy được họ. Họ có thể nhìn thấy chúng ta không? Chúng ta không thể biết được. Nếu tầng không gian của họ cao hơn chúng ta, họ sẽ thấy được chúng ta. Nếu tầng không gian của họ thấp hơn chúng ta, họ không thấy được chúng ta. Cao thì có thể nhìn thấy thấp, thấp thì không thể thấy trên cao. Chúng ta tin Phật. Phật nhất định không vọng ngữ. Trong Kinh Kim Cang, Phật nói: Như Lai chân ngữ giả. Chân thì không giả. Thật ngữ giả, thật thì không hư vọng. Như ngữ giả, như ngữ thì hoàn toàn tương ứng với chân tướng sự thật. Phật nói cho chúng ta chân tướng của vũ trụ nhân sinh, sẽ không nói nhiều hơn một chút, cũng sẽ không nói ít hơn một chút. Nói như thật tướng. Hiện tượng như thế nào thì Phật nói như thế ấy, như ngữ. Phật nói những hiện tượng này, mục đích cuối cùng là dạy cho chúng ta thực chứng. Cho nên Phật dạy học không mê tín. Nhất định không thể nói chúng ta một lòng tin Phật. Phật nói như thế nào chúng ta tin như thế ấy. Không phải như thế. Phật dạy chúng ta cầu chứng. Phật nói cho chúng ta Dạ Xoa. Tương lai chúng ta tự mình có thể nhìn thấy Dạ Xoa, nhìn thấy hạng chúng sanh này. Tình huống quý vị nhìn thấy như trong Kinh Phật nói. Cho nên nhà Phật dạy học cái cuối cùng là chứng. Muốn chúng ta tự mình chứng. Mười pháp giới y chánh trang nghiêm, chúng ta đều phải tự mình thân chứng. Đấy là cách dạy học của Phật Pháp. Có phương pháp chứng đắc không? Có. Nay chúng ta trên mặt lý luận đã hiểu rõ. Trên thực tế ngày nay, chúng ta công phu không đến nơi. Phật dùng phương pháp gì để chứng minh? Cũng chính là dùng phương pháp đột phá giới hạn không gian. Quý vị đã đột phá, chẳng phải là thấy rồi sao? Hiện nay, giới hạn không gian này, chúng ta không cách nào đột phá. Nhà khoa học cũng đã chứng minh. Chúng ta thấy tác phẩm của cư sĩ Hoàng Niệm Tổ. Ông là người học khoa học. Kinh Vô Lượng Thọ phần cuối chú giải có phụ thêm một đoạn văn.
nói rõ các nhà khoa học thời nay chứng minh thực sự có 11 tầng không gian tồn tại. Nhưng không biết phải làm thế nào để đột phá. Trên mặt lý luận nói tầng không gian là vô hạn. Nhà khoa học không biết tầng không gian hình thành như thế nào. Vì sao có hiện tượng này? Họ không biết. Trong thời đại ngày nay mà nói, chỉ biết kết quả của nó mà không biết nguyên nhân có nó. Nhưng trong kinh Phật nói rất thấu đáo, từng không gian khác nhau chúng hình thành như thế nào, là do tất cả chúng sanh vọng tưởng phân biệt chấp trước mà hình thành. Phật nói nguyên nhân của nó rất rõ ràng. Sau đó liền có cách đối trị nó, đột phá như thế nào. Chỉ cần buông xả vọng tưởng phân biệt chấp trước, chẳng phải là đột phá rồi sao? Nhà Phật tu học tuy nói 84.000 pháp môn, vô lượng pháp môn. Pháp là phương pháp, môn là cửa nẻo con đường. Vô lượng vô biên phương pháp cửa nẻo, mục đích chỉ là một, thiền định. Do đó biết được gọi là 84.000 pháp môn. 84.000 phương pháp không giống nhau, tất cả đều tu thiền định. Quyết không thể nói chỉ có thiền tông mới tu thiền định. Chúng ta trong vô lượng pháp môn, lấy việc trì danh niệm Phật, dùng phương pháp này tu thiền định. Mục đích niệm Phật ở chỗ nào? Trong Kinh Di Đà nói rất rõ, nhất tâm bất loạn, tâm không điên đảo. Niệm Phật là cầu cái này. Nhất tâm bất loạn là thiền định, tâm không điên đảo là trí tuệ. Trong Phật Pháp, bất luận là Đại Thừa, Tiểu Thừa, Tông Môn Giáo Hạ, Hiển Giáo, Mật Giáo, đều là tu điều này cả, chỉ là phương pháp không giống nhau. Cho nên trong Kinh Phật thường nói, pháp môn bình đẳng, không có cao thấp. Bất cứ một pháp môn nào cũng đều tu nhất tâm bất loạn, đều tu tâm không điên đảo. Định tuệ song tu đều là tu định tuệ. Định đột phá tầng không gian, tuệ hiểu chân tướng sự thật. Chân tướng vũ trụ nhân sinh. Cho nên chúng ta phải biết rằng, chúng ta trì danh niệm Phật là tu định tu tuệ. Người niệm Phật rất nhiều, vì sao không đắc thiền định, không khai mở trí tuệ? Là quý vị không biết dụng công. Quý vị dụng công sai rồi. Khi quý vị tu học, xen tạp vọng tưởng phân biệt chấp trước, cho nên công phu của quý vị không đắc lực. Giác Minh Diệu Hạnh Bồ Tát nói cho chúng ta phải niệm Phật như thế nào? Không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn.
Chúng ta dùng phương pháp này mà niệm Phật thì chính là tu định tu tuệ. Quý vị mới có thể được nhất tâm bất loạn, mới có thể đạt tâm không điên đảo. Đại Thế Chí Bồ Tát dạy người thu nhiếp sáu căn, tịnh niệm tương tục. Cái gì là thu nhiếp sáu căn? Chúng ta thường ở trong giảng đường niệm Phật, vị đường chủ luôn có câu cửa miệng: buông xả vạn duyên, buông xả thế giới thân tâm. Đó chính là thu nhiếp sáu căn. Đây là điều kiện cơ bản. Chúng ta chưa làm được, cho nên miệng niệm Di Đà, tâm tán loạn, trong tâm còn suy nghĩ lung tung. Người xưa gọi là la rác cuốn họng cũng vô ích. Quý vị không biết dụng công, quý vị không biết cách niệm Phật, người biết niệm Phật tâm luôn thanh tịnh. Đại Thế dạy người thu nhiếp sáu căn, tịnh niệm tương tục. Thu nhiếp sáu căn thì tâm được thanh tịnh, mọi thứ đều buông xả, tâm sẽ thanh tịnh. Dùng tâm thanh tịnh niệm Phật gọi là tịnh niệm thanh tịnh, không xen tạp, không hoài nghi, không do dự. Tương tục, danh hiệu Phật từng câu không gián đoạn. Trong đây còn có một câu rất quan trọng: không vì chính mình mà niệm. Điều này rất ít người biết. Vì chính mình niệm, tăng trưởng tự tư tự lợi là chướng ngại. Ta niệm một câu Phật hiệu, ta niệm vì tất cả chúng sanh, đem tự tư tự lợi chuyển đổi thành tất cả chúng sanh. Ta vì tất cả chúng sanh khổ nạn trên thế giới mà niệm. Ý niệm chuyển trở lại, nhất định không có tự tư tự lợi. Vì tất cả chúng sanh niệm Phật, vãng sanh mới đạt được thượng phẩm thượng sanh. Vì chính mình niệm Phật, nếu quý vị thật sự vãng sanh cũng là hạ phẩm. Vì sao? Tâm lượng quá nhỏ. Chỗ này phải chuyển trở lại. Công phu làm gì có chuyện không đắc lực chứ? Niệm Phật cùng với Kim Cang Bát Nhã tương ứng. Tương ứng như thế nào? Trong Kinh Kim Cang dạy, Bồ Tát phải lìa bốn tướng. Không ngã tướng, không nhân tướng, không chúng sanh tướng, không thọ giả tướng. Bốn câu này cũng là thân tâm thế giới tất cả đều buông xả. Không ngã tướng, không chấp trước ngã. Đối lập với ngã là nhân. Hai câu này là nói hữu tình chúng sanh. Trong mười pháp giới có hữu tình chúng sanh, ta và người. Chúng sanh là nói vô tình chúng sanh, cũng chính là nói môi trường sống của chúng ta. Mười pháp giới y báo trang nghiêm,
y báo là chúng duyên hòa hợp mà thành. Thọ giả tướng là thời gian. Phần trước là nói không gian, câu cuối cùng là nói thời gian. Thọ giả là nói quá khứ, hiện tại, vị lai. Thời gian không gian đều là giả. Khái niệm trừu tượng không phải chân thật. Chúng ta xem trong Bách Pháp Minh Môn Luận, thời gian và không gian nó được xếp vào trong pháp nào? Thời phân chính là tướng thọ giả, phương phân chính là tướng chúng sanh, đều được xếp vào trong bất tương ưng hành pháp. Cái gì gọi là bất tương ưng hành pháp? Không tương ứng với tâm pháp, không tương ứng với tâm sở pháp, không tương ứng với sắc pháp, nó đều không tương ứng. Ngoài ra đặt ra một bên. Một bên này nếu dùng ngôn ngữ thời nay mà nói, khái niệm trừu tượng. Nhà Phật nói bất tương ưng hành pháp, người thời nay gọi là khái niệm trừu tượng, nhất định không có chân thật, hoàn toàn là hư vọng. Các nhà duy thức học gọi là tam tánh: tâm pháp, tâm sở pháp, sắc pháp. Ba loại này là y tha khởi tánh. Y tha khởi tánh chính là chúng duyên hòa hợp, nương cái khác mà khởi. Bất tương ưng hành pháp là tính chất gì? Biến kế chấp tánh. Là trong tâm chính mình cho rằng có thứ này tồn tại, từ đây biến hiện ra. So với y tha khởi còn hư vọng hơn. Y tha khởi là chúng duyên hòa hợp mà hiện tướng, duyên sanh vô tự tánh, đương thể tức không, liễu bất khả đắc. Đây là nói y tha khởi. Thời phân, phương phân là biến kế chấp, còn hư vọng hơn. Chỉ là một khái niệm trừu tượng mà thôi. Vậy chúng ta biết được, trong Kinh Kim Cang nói bốn tướng: ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, là y tha khởi tánh. Thọ giả tướng là biến kế chấp tánh. Tính chất đã làm rõ. Phật dạy chúng ta buông xả, chúng ta mới thật chịu buông. Toàn là giả, toàn là không, đem những thứ này để trong tâm. Kết thành sai lầm lớn. Cái sai lầm này là hư vọng phân biệt chấp trước. Đem nhất chân pháp giới biến thành luân hồi lục đạo. Biến thành ba ác đạo. Biến thành mười pháp giới. Đây chính là nói rõ nguồn gốc của không gian đa chiều. Phật biết rõ, cho nên Phật dùng phương pháp thiền định đột phá tầng không gian. Hồi phục bản lai diện mục.
Bản lai diện mục là nhất chân pháp giới. Mười pháp giới không phải là bản lai diện mục. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói nhất chân pháp giới cũng chính là trong Thiền Tông thường nói đến bản lai diện mục trước khi cha mẹ sanh. Kinh Hoa Nghiêm là bản lai diện mục của chúng ta. Chừng nào chứng đắc được cảnh giới này, chúng ta liền vào được nhất chân pháp giới. Hoa Nghiêm đoạn cuối, phẩm nhập pháp giới, chúng ta liền được nhập pháp giới rồi. Người nhập pháp giới chính là Pháp Thân Đại Sĩ. Người này không những vượt thoát luân hồi lục đạo, còn thoát khỏi mười pháp giới. Trong kinh này có lý luận viên mãn. Có phương pháp tinh tế. Phần sau còn có rất nhiều người làm tấm gương cho chúng ta thấy. Dạy chúng ta làm thế nào để đem những lý luận, phương pháp này áp dụng. Áp dụng chính là nhập pháp giới. Kim Cang Nhãn Bồ Tát Dạ Xoa Vương là Phật Bồ Tát hóa thân. Trong đây không có quỷ thực sự, toàn là chư Phật Như Lai ứng hóa cả. Đáng dùng thân gì để độ liền hiện thân ấy. Nếu là quỷ thần, họ làm gì có thể thoát ra khỏi lục đạo chứ? Dạ Xoa ở trong lục đạo, không ra khỏi lục đạo. Trên Hội Hoa Nghiêm là nhất chân pháp giới, không phải pháp giới bình thường. Cho nên những chúng sanh này đều là Phật Bồ Tát ứng hóa cả. Chúng ta phải xem họ như Phật Bồ Tát mà cung kính. Những gì họ tu học là chủng chủng phương tiện lợi ích an lạc nhất thiết chúng sanh. Trong câu nói này, phạm vi vô lượng vô biên rất rộng lớn. Chủng chủng phương tiện không phải một loại. Đại sư Thanh Lương nói, diệu âm thuyết pháp là trong chủng chủng phương tiện, nó là loại quan trọng nhất. Chúng ta ở thế gian học Phật, nhất là học Hoa Nghiêm, bất luận là thân phận gì, trai gái già trẻ, bất luận là thân phận gì, bất luận quý vị làm nghề nghiệp gì, bất luận trước mắt quý vị sống đời sống như thế nào, từ một ngành nghề nào, công việc nào, quý vị chỉ cần thật sự nắm được cương lĩnh của Hoa Nghiêm, những gì quý vị tu chính là Pháp Thân Đại Sĩ. Những gì quý vị làm chính là Phổ Hiền Hạnh. Thông thường gọi là Pháp Tu Hành Bậc Cao. Vì tất cả chúng sanh làm tấm gương giải thoát. Chúng sanh có khổ,
Chúng ta là người học Phật không khổ. Chúng sanh tạo nghiệp, chúng ta người học Phật không tạo nghiệp. Chúng sanh vì chính mình, người học Phật vì xã hội, vì đại chúng. Cùng với tất cả chúng sanh khởi tâm động niệm, lời nói hành động hoàn toàn trái ngược. Như vậy thì đã được giải thoát. Nếu cũng như chúng sanh bình thường, cách nghĩ, cách nhìn, cách làm giống nhau, quý vị làm chuyện luân hồi, quý vị ngày ngày tạo nghiệp, cho dù làm công việc phúc lợi từ thiện xã hội, mọi người đều tán thán. Quả báo ở ba đường thiện mà thôi, không ra khỏi luân hồi lục đạo. Nhất định phải buông xả thành kiến của chính mình. Điều này rất quan trọng. Cách nghĩ của mình, cách nhìn của mình nhất định là sai lầm. Vì sao? Cái chính mình đó là hỏng rồi. Chính mình chính là chấp ngã. Từ trên căn bản là đã sai rồi. Nói cho quý vị hay, chư Phật Bồ Tát không có chính mình. Phật nói những kinh này có phải vì chính Ngài không? Không phải. Trong kinh Bát Nhã nói, có ai nói Phật giảng kinh, người này đã hủy bán Phật. Phật không hề giảng kinh. Không giảng kinh, giảng nói trong 49 năm, nói rất nhiều kinh. Tại sao nói không giảng kinh chứ? Không có một mảy may nào là ý của chính mình, cho nên Ngài không hề nói. Những kinh Ngài giảng là từ đâu mà nói ra? Từ trong tự tánh tự nhiên lưu xuất ra. Lời nói này rất khó hiểu. Trong kinh Phật lấy thí dụ nói, thí như quý vị đánh trống, đánh to thì kêu to, đánh nhỏ thì kêu nhỏ. Bản thân trống có nói tự nó có âm thanh không? Trống không hề nói. Vì sao? Nó không có tâm, nó không có ngã. Tất cả chúng sanh thỉnh giáo với Phật, Phật giống như trống vậy, quý vị gõ nó thì nó tự kêu, tự nhiên mà ứng theo. Nhất định không phải nói là ý của ta, ta nói pháp như thế, không hề. Nếu nói là ý của ta, ta nói pháp như thế. Vậy Phật cũng là phàm phu. Phật thực sự không có ngã tướng, không nhân tướng, không chúng sanh tướng, không thọ giả tướng, thì hiện một cách đại tự tại. Thì hiện một cách đại an lạc. Tóm lại mà nói là đại viên mãn. Phật nói cho chúng ta, tất cả chúng sanh và Phật không hai không khác, nhất định là bình đẳng, không có sai khác. Vì sao có sự khác biệt của mười pháp giới? Mê ngộ không đồng, mê rồi mới có sai biệt. Mê càng sâu, ở trong mười pháp giới vị trí càng thấp. Mê cấp độ nhẹ thì tương đối cao. Hoàn toàn không mê hoặc, người này chính là Phật. Mê nặng nề nhất là chúng sanh địa ngục. So với chúng sanh địa ngục nhẹ hơn một tí là chúng sanh trong trường ngạ quỷ.
mười pháp giới là do mê ngộ tạo thành. Người mê tạo ác, người ngộ tu thiện, không giác ngộ họ làm sao chịu tu thiện đây? Thiện là lợi ích cho người khác gọi là thiện, lợi ích cho chính mình gọi là ác. Người mê lợi ích chính mình, người ngộ lợi ích cho người khác, lợi ích xã hội, lợi ích chúng sanh, đây là đại thiện. Tại sao gọi là đại thiện? Họ cùng với tánh đức tương ứng. Đời sống này, sự hành trì này có thể minh tâm kiến tánh, có thể siêu thoát mười pháp giới, cho nên gọi đó là đại thiện. Nếu chấp tướng tu phước thì không thể siêu thoát. Tu phước báo lớn chừng nào chăng nữa cũng là chút thiện nhỏ, không phải đại thiện. Đạo lý này chúng ta phải hiểu. Thật sự hiểu rõ, thật sự rõ ràng rồi, niệm niệm vì chúng sanh. Sáng sớm thức dậy niệm Phật, vì ai mà niệm đây? Vì tất cả chúng sanh khổ nạn trên thế giới mà niệm. Chính là tâm niệm này, nhất định không vì chính mình mà niệm, nhất định không cầu an lạc cho chính mình. Cầu tất cả chúng sanh tai nạn tiêu trừ. Đây là kim cang trí tuệ. Phật pháp chúng ta tổng kết cương lĩnh của nó: Tịnh Tông học hội thành lập, chúng ta đề xuất ra năm khóa mục tu hành. Năm khóa mục này chính là đem những gì Phật dạy chúng ta tu học tổng kết lại. Tam phước, lục hòa, tam học, lục độ, thập nguyện phổ hiền. Năm khóa mục này, năm khóa mục này cần phải tinh tấn áp dụng. Giữa người với người sống chung cùng nhau là khó nhất. Chúng ta nghĩ xem, Phật Bồ Tát, bậc thánh hiền xưa, các ngài sống với nhau như thế nào? Cả một đại học vấn. Phật dạy cho chúng ta mối quan hệ giữa người với người có bốn thứ duyên. Không phải bốn thứ duyên này đối diện cũng không quen biết. Đây là sự thật, nhất là ngày nay sống ở chung cư đô thị. Mọi người đều ở nhà chung cư, nhà rất nhỏ. Chúng ta thấy ở Hồng Kông, ở Hồng Kông nhà rất nhỏ, nhỏ hơn so với Singapore. Thông thường nhà người dân thường ở chỉ có 400 thước. Thước Anh là 400 thước. Bốn 500 thước là phổ biến nhất. Mấy mươi năm nhà bên cạnh không hề nói chuyện, thực sự đến chết cũng không qua lại. Chính là nhà hàng xóm kế bên, nhà đối diện cũng không quen biết, chưa từng nói chuyện một câu, không hề chào hỏi. Đó là gì? Không có duyên. Phàm có chào hỏi quý vị, có quen biết là có duyên.
Phật nói duyên không ngoài bốn loại: báo ân tốt, bạn tốt; báo oán, người ấy là thù oán, khi đối diện không thoải mái; còn nữa chính là đòi nợ, trả nợ. Không có bốn thứ duyên này, đối diện cũng không quen biết. Phật đem sự nhân quả này nói cho chúng ta. Chúng ta có một số người quen biết rồi, hoặc là đồng nghiệp làm chung, ở chung, chúng ta phải hiểu được bốn thứ duyên này của chúng ta. Nếu là báo ân, duyên lành này, duyên lành phải tiếp tục duy trì. Không nên đem duyên lành biến thành duyên ác. Duyên nó có sự thay đổi, tốt biến thành xấu, xấu biến thành tốt. Nếu là ác duyên, phải làm sao biến nó thành duyên lành. Phật dạy chúng ta bốn thứ duyên này đều phải biến nó thành pháp duyên thì tốt hơn hết. Phật không độ người vô duyên. Biến thành pháp duyên thì phổ biến đều độ tất cả. Trong đây phải có trí tuệ, phải có phương tiện thiện xảo. Trí tuệ, phương tiện thiện xảo đều nằm trong kinh điển. Thường đọc kinh quý vị sẽ hiểu. Phải nên đối nhân xử thế như thế nào? Con người có lỗi lầm, có tập khí, có phiền não, phải biết thông cảm cho họ. Họ đáng thương. Vô lượng kiếp đến nay huân tập những thứ bất thiện mới tạo nên họ như ngày hôm nay. Cho nên Phật phải đại từ đại bi đối đãi với họ, phải cảm hóa họ, không thể khai trừ. Loại trừ không dứt được, sự kết oán đó vẫn còn. Đời này khai trừ lẫn tránh quý vị, kiếp sau lại tiếp tục gặp, đời đời kiếp kiếp không dứt. Quý vị nói xem có phiền phức không chứ? Biện pháp duy nhất hóa giải nó đi, gọi là oan gia nên giải không nên kết. Hóa giải, Phật dạy cho chúng ta hai phương pháp quan trọng: bố thí, nhẫn nhục. Hai phương pháp này đích thực có oan gia như thế nào cũng đều có thể hóa giải. Bố thí là gì? Vì họ phục vụ. Nhẫn nhục là gì? Bất luận họ đối xử với ta không tốt như thế nào, ta đều có thể nhẫn chịu. Họ đối với ta không tốt, ta nhẫn nhục chịu đựng thì trả xong rồi. Món nợ này đã thanh toán xong, trả hết rồi, không còn nữa. Chỗ này thật tuyệt diệu. Họ đối xử với ta không tốt, ta một lòng đối xử tốt với họ, thời gian lâu ngày, nhất định họ sẽ cảm động. Người lợi căn quay đầu rất nhanh. Người độn căn quay đầu tương đối chậm. Luôn phải có tâm kiên nhẫn đợi chờ, nhất định không có ác ý, nhất định không có ác hạnh, mới có thể phổ độ chúng sanh. Khiến họ dần dần thể hội được chúng ta đối với họ là chân tâm, đối với họ là ý tốt. Phải khiến họ dần dần thể hội được người nghiệp chướng nặng nề,
không phải nhanh chóng có thể lãnh hội được. Cho nên chúng ta nhất định phải có lòng kiên nhẫn. Họ không hiểu chúng ta rất hiểu họ. Họ không thể tha thứ cho chúng ta là do họ không hiểu chúng ta. Chúng ta hiểu họ, chúng ta lượng thứ cho họ, chúng ta giúp đỡ họ. Đây là Phật dạy chúng ta cách đối nhân xử thế, hóa giải oán kết. Quan trọng hơn bất kể thứ gì, oan gia đối đầu của quý vị nhiều, con đường đến đạo Bồ Đề của quý vị rất khó khăn, rất khổ, chướng ngại rất nhiều. Oan gia đối đầu ít, con đường đến đạo Bồ Đề sẽ thuận buồm xuôi gió. Oan gia nên giải không nên kết. Nhất định phải nhớ câu này. Vì sao? Nghiệp nhân quả báo ứng là thông cả ba đời. Quý vị kết án với người oan oan tương báo, đời đời kiếp kiếp không dứt, không cách nào giải quyết, thật đau khổ. Người sáng suốt, món nợ này trong đời này giải quyết hết sạch. Quý vị đối với tôi không tốt, tôi biết đời quá khứ tôi nợ quý vị. Đời quá khứ tôi cũng dùng thủ đoạn này đối xử với quý vị. Ngày nay quý vị dùng thủ đoạn này trả lại cho tôi, món nợ này đã trả xong. Ta không còn dùng tâm ác đối với người nữa. Ta dùng thiện ý đối đãi với người, món nợ này đã xóa sạch. Oán kết này đã được hóa giải. Tuyệt đối không thể quý vị đối với tôi tốt, tôi đối với quý vị tốt. Quý vị đối xử với tôi không tốt, tôi cũng đối xử không tốt với quý vị. Ý niệm này là sai lầm. Ý niệm này vĩnh viễn không thể hóa giải được. Vậy chúng ta học Phật là học cái gì? Chẳng phải uổng phí rồi sao? Cho nên nhất định phải buông xả thành kiến của chính mình, buông xả cách nghĩ, cách nhìn của chính mình, tùy thuận lời dạy của Đức Phật. Chỉ cần chúng ta nắm vững nguyên tắc này, một đời dùng không hết, phước báo vô cùng. Người biết kính người khác thường được cung kính. Người biết yêu thương người khác thường được yêu thương. Chúng ta mong người khác cung kính chúng ta, trước tiên ta phải biết tôn kính người khác. Nếu muốn người khác yêu thương chúng ta trước tiên phải yêu thương người khác. Mong người đối xử với mình như thế nào, trước tiên mình phải đối xử như thế với họ. Trước tiên chúng ta phải làm, phải nỗ lực làm. Đây đều là chủng chủng phương tiện lợi ích an lạc nhất thiết chúng sanh. Chúng ta tu tam phước, tu lục hòa kính. Lục hòa kính là cách sống chung với mọi người. Phật dạy chúng ta sáu nguyên tắc. Thứ nhất là kiến hòa đồng giải. Kiến hòa đồng giải phải nhớ rằng không phải bắt người khác kiến giải phải giống như mình. Ngày nay một số người nói mọi người chúng ta cùng nhau xây dựng nhận thức chung, điều này không phải ý của Phật. Đây là ý của chúng ta.
Kiến hòa đồng giải của Phật cùng với ý của chúng ta hoàn toàn không giống nhau. Phật muốn kiến giải của chúng ta và Phật giống nhau, không phải cùng với kiến giải của mọi người tương đồng. Cùng với kiến giải của mọi người tương đồng vẫn còn cãi nhau, vẫn sẽ không hòa hợp. Ta phải cùng với kiến giải của Phật tương đồng, kiến hòa đồng giải. Kiến giải của ta giống Phật, cùng với kiến giải của tất cả chúng sanh sẽ không xảy ra xung đột. Vì sao? Chúng sanh muốn danh, Phật không cần danh, danh cho quý vị. Chúng sanh muốn lợi, Phật không cần lợi, Phật cho quý vị. Chúng sanh có tham muốn, Phật không tham muốn. Những gì chúng sanh cần, tất cả đều cho quý vị. Phật không cần một thứ gì cả, hai bên đều có lợi ích. Cho nên Phật có thể sống tốt với tất cả chúng sanh trong 10 pháp giới, chính là đạo lý này. Phật và tất cả Phật kiến giải như nhau. Chúng ta phải rõ ý nghĩa này. Cùng với kiến giải của Phật tương đồng, trong 6 điều này chỉ có một điều đặc biệt. Điều này là căn bản chướng ngại trên mặt tâm lý hoàn toàn hóa giải, không còn nữa. Sau đó 5 điều cuối cùng, đó là nói về sự giới hòa đồng tu. Giới là cái gì? Tuân thủ quy củ, tuân thủ luật pháp. Thủ pháp phải biết nhẫn nhục, pháp là người khác quy định, chúng ta đều tuân thủ. Chúng ta phải học điều này. Bản thân tôi cả cuộc đời không có đạo tràng, đều là chỗ của người. Ở chỗ của người phải tuân pháp của người, tuyệt đối phải tuân thủ, nhất định không làm trái ngược. Pháp quý vị đặt ra không tốt, ác pháp tôi cũng phải tuân thủ. Mọi người liền rất hoan hỷ, nhất định không xung đột. Như thế mới có thể làm được thân đồng trú, khẩu vô tranh, ý đồng duyệt, lợi đồng quân. Lợi ích tất cả đều cho quý vị, tôi không cần đến. Mọi người rất hoan hỷ. Họ muốn lợi, ta cũng muốn lợi. Đây chẳng phải là sanh ra xung đột rồi sao? Quý vị đồng tu đến đây thăm tôi, tất cả mọi sự cúng dường đều quy vào của chúng thường trụ. Tôi không cần một đồng nào cả. Tôi với mọi người ở đây đều sống tốt đến thế. Họ cần tiền, tôi cũng cần tiền, nhất định xảy ra xung đột. Đương nhiên là chuyện không vui. Đạo tràng nào cũng như thế. Họ không hiểu đạo lý này. Thường trụ có khoản chi tiêu lớn như thế, họ cần tiền. Tôi một mình không cần thứ gì cả. Đời sống do thường trụ chăm lo, y áo cả đời mặc không hết, còn phải cần thứ gì nữa chứ? Không cần thứ gì cả. Thời còn trẻ học đạo vẫn còn cần kinh sách, thường đi tìm sách. Nay lớn tuổi rồi, không cần nữa. Một câu A-di-đà niệm đến cùng, kinh sách cũng không cần nữa. Hoàn toàn buông xả, mọi thứ buông hết, rất tự tại, an lạc hơn gì hết.
Mỗi ngày trong và ngoài nước, rất nhiều vị đồng tu đến thăm tôi. Tôi rất cảm kích. Bận việc gì? Bận những việc giao tiếp này. Cho nên rất nhiều người nói: Pháp Sư, Ngài rất mệt ư? Tôi không mệt. Vì sao không mệt? Không việc bận. Bận không việc, không có việc gì cả. Học Phật phải luôn nhớ rằng lục hòa kính rất quan trọng, nhất định phải làm cho được lợi hòa đồng quân. Tất cả lợi ích đều cho người, chính mình không cần. Bản thân không cần phải làm sao? Không cần thì đã nhiều rồi, quá nhiều rồi. Còn cần thì rất ít. Không cần thì sẽ nhiều, hưởng không hết. Quý vị đọc qua Liễu Phàm Tứ Huấn thì quý vị hiểu được, trong số mệnh quý vị có, quý vị có vứt cũng không vứt đi được. Trong số mệnh không có, làm đủ mọi cách để cầu, cầu cũng không có. Bất luận dùng cách nào, quý vị cầu được là trong số mạng quý vị có. Chúng ta hiểu được đạo lý này, cho nên yên tâm mạnh dạn buông xả hết sạch. Quý vị được đại tự tại, nhất định không sợ ngày mai không có thứ gì ăn phải làm sao. Ngày mai không có gì ăn, ta chăm chỉ niệm Phật một ngày, rất an lạc. Ngày thứ ba, ngày thứ tư, thứ năm không có gì ăn, vãng sanh rồi. Thế gian này có gì đáng để lưu luyến chứ? An vui không gì bằng. Tuyệt đối không tham luyến thế gian. Chúng ta liền được đại tự tại rồi. Huống hồ thực sự là người tu đạo, Long Thiên Thiện Thần bảo hộ, Tài Bố Thí, Pháp Bố Thí, Vô Úy Bố Thí. Chúng ta tu là bố thí, ba là mật. Nỗ lực mà làm, ở đây nói là chủng chủng phương tiện. Mục đích của phương tiện chính là lợi ích an lạc cho chúng sanh, khiến chúng sanh thân tâm an ổn, tự tại an lạc. Quý vị đồng tu học Phật hiểu rõ đạo lý này thì chính ngay trong đời sống hiện tại của mình tinh tấn thực hành. Ngay trong công việc thiện tiền, quý vị sẽ làm rất vui vẻ. Đời sống của ta là bố thí, đời sống là Phật Pháp, công việc là bố thí, công việc là Phật Pháp. Thực sự áp dụng Phật Pháp, không vì chính mình, vì người khác, trì giới ba la mật, tuân thủ luật pháp, quy củ, nhất định không phạm pháp, không phạm quy củ. Trung Quốc là quê hương của chúng tôi. Người ở hải ngoại, ai không muốn trở về quê nhà chứ? Người Trung Quốc có câu, lá rụng về cội. Đến độ tuổi này, luôn muốn trở về. Tôi cũng rất muốn trở về, không dám về.
Chính phủ cũng hoan nghênh tôi trở về. Vì sao không dám trở về chứ? Mọi người không tuân thủ kỷ luật, quá nhiệt tình. Tôi vừa đi, rất nhiều người bao vây tôi lại, không nhúc nhích gì được, không dám trở về nữa. Nếu mọi người đều có thể như những vị đồng tu ở hải ngoại, có thể tuân thủ quy củ, tôi sẽ thường trở về. Tôi rất cảm kích mọi người từng trở về mấy lần ở khách sạn. Đại sảnh của khách sạn đầy ắp người. Tôi nghe người của khách sạn nói, trời chưa sáng thì có người đến rồi. Đến 7-8 giờ thì đại sảnh đã có mấy trăm người đứng đợi rồi. Có xếp hàng thứ lớp còn đỡ, không có thứ tự thì phiền phức to rồi, khiến cho bảo vệ khách sạn đau đầu. Khách ở khách sạn nhìn thấy như vậy, không biết xảy ra chuyện gì, về sau không dám đến ở khách sạn này nữa, ảnh hưởng việc làm ăn của họ. Cho nên tôi trở thành người mà khách sạn nào cũng không hoan nghênh cho ở cả, gây phiền phức. Nói thật là sự nhiệt tình tôi rất cảm kích, nhưng không thể làm như thế. Chúng ta phải nghĩ đến người ta mở khách sạn, phải biết để cho họ làm ăn, không thể tạo thành chướng ngại. Vì nguyên nhân này không dám trở về, rất muốn trở về, trở về thăm xem. Mọi người có thể tuân thủ luật pháp, có thể tuân thủ quy củ, vậy thì quá tốt. Tôi cũng mong thường được trở về. Tôi mong có thể thường trú tại Trung Quốc, lưu lạc ở nước ngoài nửa thế kỷ rồi, 50-60 năm ở hải ngoại bôn ba lưu lạc. Trong Phật pháp, chúng ta thực sự học được chút gì? Tự mình phải nỗ lực hành trì. Nói pháp, đây là dùng khẩu khuyên mọi người, vẫn còn phải dùng thân khuyên mọi người. Chúng ta phải làm cho được, làm tấm gương cho mọi người xem, đem lời của Thế Tôn dạy chúng ta về thập thiện, 6 ba la mật, tinh tấn hành trì, ý niệm chuyển trở lại vì chúng sanh, mới thực sự vì chính mình. Nếu vì chính mình, không biết vì chúng sanh, thực sự đang hại chính mình. Quý vị bình tĩnh quan sát, suy nghĩ kỹ xem, người tự tư tự lợi, cho dù kiếm được ức vạn tiền tài phú quý, quý vị phải hiểu rằng tiền tài phú quý đó là do đời trước họ có tu. Đời trước họ không tu, họ làm thế nào chăng nữa cũng không kiếm được. Trong số mạng có, đời trước có tu, đời này được phước báo. Họ không hiểu đạo lý này, dùng tâm tự tư tự lợi biến thành rất nhiều sự tai họa. Đời sống rất khổ, đi ra khỏi nhà là phải mời nhiều bảo vệ đi theo, sợ người ta hại. Cuộc sống như thế có ý nghĩa gì chứ? Nếu ý niệm vừa chuyển, phước báo kiếp trước tu, đời này có thể đem phước báo bố thí cho quần chúng xã hội. Quý vị được rất nhiều người ủng hộ, quý vị không cần phải mang theo bảo vệ. Đi đến đâu, mọi người đều hoan nghênh quý vị, yêu thương quý vị. Đấy mới là phước báo thật sự. Chúng ta trong bộ kinh này thấy được giáo dục văn hóa đa nguyên.
Ở trong đây quý vị thấy được quốc độ không giống nhau, giống như không cùng một đất nước, không cùng một chủng tộc, không cùng văn hóa, không cùng tín ngưỡng. Trong Kinh Hoa Nghiêm toàn bộ đều thấy được. Họ có quan điểm chung, chính là vô tư vô ngã, vì xã hội quần chúng phục vụ. Chúng ta chỉ phát huy quan điểm chung này, đem ý niệm tự tư tự lợi chuyển thành đại công vô tư, đem ý niệm yêu thương chính mình chuyển thành yêu thương tất cả chúng sanh. Điều này học ở trong Kinh Hoa Nghiêm. Kim Cang Nhãn Bồ Tát là từ trong pháp môn này thành vô thượng đạo. Điều này rất đáng để chúng ta tham khảo. Hôm nay thời gian đã hết, chúng ta giảng đến đây.